Thầy ơi, thầy Thôi chưa. bắt đầu ha. Cá mũi khâu cơ bản thì đó là cái thì khâu mũi cá mũi khâu là để khâu vết thương. Thì vết thương định nghĩa là sự mất liên tục của một phần cơ thể, bất cứ cái trên cơ thể mình là một cái khối liên tục, một cái sự mất liên tục nào bất thường, là không phải từ bẩm sinh thì đó là gọi là vết thương. Rồi khâu vết thương là cái thao tác dùng chỉ phẫu thuật để áp hai mép vết thương lại với nhau. Cái loại này khâu là dùng chỉ phẫu thuật chứ không phải loại chỉ nào cũng được. Mục đích là để đóng miệng vết thương bị hở rộng không thể tự hồi phục. Mà cái mục đích để mà khâu vết thương thì phải đạt được là vết thương sát lại với nhau và thúc đẩy quá trình lành vết thương và ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập. Rồi nguyên tắc khâu, trước khi khâu thì và mình phải vô cảm ha, có nghĩa là gây tê hoặc là gây mê. Vô cảm có nghĩa là gây tê hoặc gây mê. Rồi lấy hết dị vật và mô hư hoại tử, khép kín, khép cái miệng vết thương kín không quá căng và khép làm sao cho hai mép vết thương phải bằng nhau, không bị so le. Và đặc biệt là phải khâu đôi đúng lớp, không để khoảng chết, và cuối cùng là cái quá trình khâu của mình phải đảm bảo vô khuẩn. Tất cả mọi dụng cụ để vô khuẩn, ngay cả tay của mình phải rửa sạch và mang găng vô khuẩn rồi mới khâu. Tại vì vết thương đâu đó đang bị là mô cơ thể đang mô đó đang bị tổn thương rất là yếu, sự bảo vệ của mô rất kém, cho nên bất kỳ một cái vi khuẩn nào cũng để xâm nhập và gây nhiễm trùng vết thương. Thì việc nhiễm trùng vết thương nó có thể nhẹ thì có thể ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương, làm chậm lành vết thương, nặng thì có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết và có thể gây tử vong. Rồi các mũi khâu của mình hay hay gặp đó là đầu tiên là mũi khâu rời. Mũi khâu rời là mũi khâu đơn giản và phổ biến nhất. Mũi khâu rời sẽ là khâu da, các khoảng cách giữa các mũi khâu rời sẽ là từ 1 đến 1,5 cm. Trên da thì khoảng cách giữa các mũi khâu rời là 1,5 cm, và mũi khâu này thường dùng là khâu da. Em xem cái này. Cái này là cái mô hình da giả ha. Rồi cái này của mũi khâu rời, mình sẽ khâu mép vết thương. Cái mũi khâu này chỗ đâm vào nó cách cái đường mép vết thương này khoảng 1 cm. Các em nhớ con số 1. Cái khoảng cách từ vết thương đến từ mũi khâu đến mép vết thương là 1 cm. Khoảng cách giữa hai mũi khâu là cũng phải cũng cỡ 1 cm. Ha, chỉ cần nhớ con số 1 là đủ. Rồi. Ha, khâu qua hai bên như vậy, xong rồi sau đó sẽ cột chỉ. Rồi. Này, các em thấy khi cột chỉ á thì luôn là để cái dụng cụ ở giữa hai sợi chỉ, xong mình quấn qua quấn lại rồi khâu. Rồi cột chỉ ha. Rồi. Cái này khi nào các em học đến bài khâu thực hành khâu vết thương sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu qua mũi khâu thứ hai ha, các mũi khâu là cái mũi khâu hình chữ X. Cái mũi khâu này có thể sử dụng để khâu da hoặc là khâu các mô ở dưới da. Cái mũi khâu này có lợi điểm của nó là nó sẽ cầm máu được tốt hơn là cái mũi khâu rời. Nhưng mà cái yếu điểm của nó là nó sẽ tạo thành cái hình nó sẽ xấu. Trên da cái hình chữ chữ X này sẽ xấu hơn là cái hình mũi khâu rời. Yếu điểm thứ nhất.
Yếu điểm thứ hai, nó sẽ xiết mô nhiều hơn, dẫn đến các mô này nó sẽ bị tổn thương. Các đường mũi khâu nè, nó bị xiết nhiều, xiết mạnh thì sẽ bị dễ bị tổn thương, và từ đó nó sẽ lâu lành hơn là mũi khâu rời. Nhưng mà trong trường hợp mà mô đang chảy máu thì bắt buộc phải dùng mũi chí ít để cầm máu. Rồi. Rồi các em sẽ tìm Rồi. Cái nguyên tắc cũng vậy. Chỗ khâu này nó sẽ cách mép về vết thương khoảng 1 cm. Rồi, nên là đi qua lần thứ nhất. Rồi, cái mũi chữ X là mình hay gọi thôi. Chứ còn có nó có một tên gọi khác nữa là mũi khâu hình số 8. Nhưng mà cái này khi nào em chụp cắt mình chụp cắt lớp á, mình mới thấy được cái hình số 8 của nó. Còn hiện tại mình trên da chỉ thấy được một chữ X. Cho nên gọi mũi chữ X sẽ dễ hình dung hơn. Ha. Rồi cái khoảng cách giữa hai cái chỗ mình khâu thì cũng cách cũng khoảng 1 cm luôn. Rồi, đó. Khi em cột chỉ lại thì em sẽ thấy được cái hình chữ X. Khi cột cũng vậy, để cái dụng cụ ở giữa hai sợi chỉ, sau đó khâu quấn chỉ cột cho đúng chiều. Rồi. Rồi, cái mũi khâu thứ hai hay thứ ba hay sử dụng là mũi khâu hình chữ U, hay còn gọi là mũi khâu đệm ngang. Mũi khâu đệm ngang này thì nó vẫn có tác dụng cầm máu được. Lực phân bố sẽ đều hơn là cái mũi khâu hình chữ X. À, lực phân bố của nó sẽ đều hơn là cái mũi khâu hình chữ X. Đó là cái lợi điểm của mũi khâu hình chữ U. À, hay còn là mũi khâu đệm ngang. Nhưng mà cái yếu điểm của nó là gì? Là cái lực xiết, lực giữ chỉ của nó không bằng mũi chữ X. Lực phân bố đều hơn, có thể cầm máu được. Nhưng mà cái lực xiết sẽ không bằng mũi chữ X. Rồi, khi mà khâu đã gọi là mũi chữ U là không phải khi khâu xong thấy hình chữ U, mà là đây khi mình chụp cắt lớp ha, khi mình khâu trước khi cột chỉ thì này nó sẽ tạo hình hình chữ U. Thấy sợi chỉ sẽ tạo hình hình chữ U ngay trước khi cột. Rồi. Rồi ha. Thì khâu cũng vậy, cái chỗ mình đâm kim nó sẽ cách mép vết thương khoảng 1 cm. Rồi. Sau đó cái này, cái mũi chữ X là mình sẽ khâu liền cái mũi thứ hai ngay ngay ở dưới. À, còn đối với mũi chữ U thì mình sẽ khâu ngược, trở mũi kim và khâu ngược lại. Rồi, khoảng cách giữa hai cái lần mình hai mũi khâu này cũng khoảng 1 cm. Đó. Rồi đây, cái này trước khi mình cột chỉ thì cái sợi chỉ này tạo thành hình chữ U nên gọi là mũi chữ U. Còn trong người ta còn một tên nữa hay người ta hay gọi hay thường gặp hơn đó là mũi khâu đệm ngang. Rồi cột chỉ ha, để cái canh lê ở giữa hai cái sợi chỉ cột. Rồi xong. Rồi. Cái mũi khâu thứ tư là trong bài học mình giới thiệu đó chính là cái mũi khâu Blendonati. Blendonati hay còn gọi là mũi khâu đệm dòng. Ưu điểm của mũi khâu này nó sẽ làm cho hai mép vết thương khép lại tốt hơn. Ha? Và cái hai mép này khép lại sẽ nhìn đẹp và bằng phẳng hơn là các mũi khâu kia. Rồi, để xem tại sao nó bằng phẳng hơn thì là mình sẽ xem clip mình sẽ hiểu rõ hơn. Ha? Thì cái mũi này thì nó về cái lợi điểm của nó là chỉ về tầm mặt thẩm mỹ là khâu thấy mép vết thương bằng phẳng hơn, chứ nó không có tác dụng, không có tác dụng cầm máu tốt như mũi X và mũi chữ U. Và cái nữa là nó cũng không có phải là nó khâu mà cái mũi này nó vẫn làm cái khả năng thiếu máu là vẫn làm cái mô bị tổn thương nhiều hơn là mũi khâu rời. Mũi khâu rời chỉ lần một lần đâm kim
là mình siết lại được. Còn mũi này mình phải đâm kim qua hai lần để làm mục đích để làm mép vết thương nó bằng phẳng. Nhưng như vậy nó sẽ làm gây thêm tổn thương cho mô. Cho nên đối với mũi này thì ưu điểm của nó là về mặt thẩm mỹ. Nhưng khuyết điểm của nó khiến nó không bằng các mũi khác ở chỗ so với mũi rời thì nó gây mô tổn thương nhiều hơn. Còn so với lại mũi chữ X và chữ U thì nó không cầm máu tốt bằng. Rồi, các em sẽ xem cái clip ha. Đầu tiên cũng là đâm kim cách mép vết thương khoảng 1 cm. Mình cũng khâu qua như mũi rời trước. Rồi. Sau đó mình sẽ giống như một chiếc U, sẽ xoay cái kim ngược lại. Nhưng khác mũi chu ở chỗ mình không, cái mũi thứ hai mình không phải mình khâu kế bên cách 1 cm mà mình khâu ngay cái mép vết thương chung một đường thẳng với lại cái mũi đầu tiên, mà lần này chỉ lấy mép vết thương mà thôi. Rồi, chỉ lấy mép vết thương mà thôi. Cái khoảng mép vết thương mình lấy này sẽ dưới 0,5 cm, có thể là 0,2, 0,3, nhưng mà chỉ cần ở dưới 0,5 được rồi. Còn lấy quá 0,5 thì nó lại mất đi cái tác dụng khép mép vết thương. Rồi, với mũi khâu này thấy mép vết thương sẽ khép được tốt hơn và đẹp hơn, bằng phẳng hơn. Rồi. Dạ, xong cái phần chỉ. Khi học biết tiếng Anh, tại vì cái này là nó hướng về cái, nó là một cái bài về cái hướng về cái vấn đề thực hành nhiều hơn. Đó. Cho nên khi mà em học thực hành, các em sẽ làm thao tác thực tập và cái thao tác khâu vết thương này luôn. Còn vấn đề lý thuyết thì chỉ giới thiệu các em như thế này thôi. Rồi. Rồi, qua đến bài kỹ thuật cột chỉ. Thì cái kỹ thuật cột chỉ này nó cũng như cái bài khâu vết thương thôi. Mục đích là để thực hành là chính. Ha, cho nên là cái này các em sẽ xem clip và để biết trước cái cách cột chỉ là thế nào. Tại vì trong ngoại khoa thường sẽ cột chỉ bằng tay. Không phải lúc nào mình cũng dùng kim khâu. Có những lúc mình đã cố định cái sẵn cái mô đó rồi, mình sẽ dòng sợi chỉ ra qua và cột lại bằng tay. Cái này là cái phương pháp cột chỉ bằng tay. Rồi, ở đây mình cứ cột chỉ bằng tay thì ta có nghĩ ra rất nhiều phương pháp ha. Thì đây là sẽ cái cách cột chỉ cơ bản nhất. Ta còn gọi là cột chỉ bằng ngón trỏ và cột chỉ bằng ngón cái. Đó. Rồi. Đó, cái này là cái cột chỉ bằng ngón trỏ. Ê, bằng ngón giữa. Cái này có cách cột chỉ bằng ngón giữa ha. Là đưa ngón giữa. Rồi, cầm hai sợi chỉ ở hai tay ha. Ngón trỏ và ngón cái sẽ cầm sợi chỉ. Ngón trỏ và ngón cái của mình sẽ cầm sợi chỉ. Ngón giữa sẽ luồn qua giữa hai sợi chỉ. Rồi sẽ móc cái sợi một bên. Rồi cột. Đối với bài này, cái này thì em chỉ cần xem clip để biết trước cái thao tác. Định hình trước thao tác mà thôi. Còn để làm thực sự làm thế nào thì đến hôm thực hành mình sẽ là cột trực tiếp. Lúc đó sẽ hướng dẫn trực tiếp. Cái này thao tác dùng bằng ngón trỏ. Thì lúc đó cái tay làm dùng ngón trỏ của mình á, mình sẽ cầm sợi chỉ bằng ngón giữa và ngón cái. Sau dòng ngón trỏ qua để cột.
Đó, cái này ta làm về bằng tay trái ha. Cái này là dùng cột chỉ bằng ngón giữa. Rồi, cái này sau đó là cột chỉ bằng ngón trỏ. Đây sẽ làm chậm lại. Đó, ngón trỏ vòng qua để cột chỉ. Bây giờ các em xem thấy vậy ha. Chứ còn thực tế ra để cột được á, cột được thành thục khi mà mổ á, thì đến sau khi tốt nghiệp các em đi theo ngoại khoa cũng cả khoảng 2-3 tháng cột liên tục thì mới thành thục được. Rồi còn cái này là cái cách cột chỉ bằng ngón cái. Cột chỉ bằng ngón cái ta hay còn gọi là cái nút chỉ cột chỉ, cách cột chỉ của những người làm giày. Những thợ làm giày người ta đây là cách người ta cột. Cái ngón cái sẽ là ngón chủ đạo để làm nơ. Nè ha. Đầu tiên ngón cái bên tay phải. Nè. Rồi vòng hai sợi chỉ vô ngón cái ở giữa. Rồi đưa một cái đầu chỉ qua rồi cột. Rồi bây giờ cái ha, đó là nơ thứ nhất, nơ thứ hai là cũng vòng qua. Rồi khi làm nơ thì mình sẽ làm một nơ xuôi, một nơ ngược, mục đích là để xiết cái mối chỉ tôi cho chắc. Nếu mình làm chỉ là một nơ xuôi, cứ một cái nơ, một chiều cột hoài thì cái sợi chỉ này nó sẽ dễ bị bung. Nên mình phải làm một cái xuôi cái ngược thì hai cái đó nó sẽ hỗ trợ nhau để giữ chỉ. Đó là khi mình cột chỉ ha. Rồi. Rồi, cột chỉ bằng ngón cái thì nó để các em mở rộng thêm cho các em biết thêm thôi. Chứ còn yêu cầu của mục tiêu của vấn đề cột chỉ của năm nay, các em chỉ cần biết cột chỉ bằng kiểu ngoại khoa là bằng ngón giữa và ngón trỏ là đủ. Cái này là các dạng biến tấu ha. Cái này người ta làm hai nơ một lúc. Đó, vòng hai lần. Để mục đích là để cho sợi chỉ với cái nút chỉ mình được chắc hơn. Rồi, cái này chỉ đơn giản vậy thôi à. Rồi, nội dung bài này thì đơn giản vậy thôi. Cái phần cột chỉ, cái bài này là cái bài cột chỉ á, là cái thuần về thực hành. Cho nên trong bài thi lý thuyết sẽ không có hỏi về cái cột chỉ. Ha? Cái đó là để trong cái phần thực hành của mình thôi. Còn bài các mũi khâu cơ bản thì những cái mình cần học
Thứ nhất, định nghĩa của vết thương, khâu vết thương, mục đích. Đây là cái slide đầu tiên cần học. Thứ hai, nguyên tắc. Rồi. Đối với bài khâu vết thương, khâu các mũi khâu thì mình chỉ học hai thứ thôi. Thứ nhất, các định nghĩa. Các định nghĩa và mục đích của vấn đề khâu vết thương. Cái phần thứ hai, cái slide thứ hai là nguyên tắc của khâu vết thương. Rồi chỉ hai cái mà thôi. Đó là hai cái mình cần học. Còn các loại các cách các thao tác khâu các mũi khâu này ha, các mũi khâu này, bốn mũi khâu thì cái này để dùng cho khi mình thực hành, trong bài thực hành. Còn đối với thi lý thuyết thì chỉ có hai cái slide đầu tiên, định nghĩa và nguyên tắc. Rồi, bài đơn giản vậy thôi. Tại những bài về tổ thực hành thì lý thuyết thực sự không có gì nhiều để nói. Rồi cả lớp có thắc mắc gì về hai bài này không? Hai cái này nhìn thôi còn nhớ không kịp nữa, làm sao mà có gì. Cho nên khi lớp lúc thực hành thì sẽ hướng dẫn, sẽ có các thầy tới hướng dẫn cho từng bạn, hướng dẫn cho từng nhóm ha, làm mẫu cho các bạn xem. Rồi để chuẩn bị cho buổi thực hành đó thì đặc biệt là cái bài khâu vết thương thì nhìn thấy cũng đơn giản rồi ha, vì có thể dễ hiểu. Còn riêng cái bài mà kỹ thuật cột chỉ bằng tay á thì có lẽ các em nên về nhà và xem đi xem lại cái clip nhiều lần ha. Chú ý rằng là mình ở trong tiêu của mình bằng ngón giữa và ngón trỏ, không có yêu cầu các em phải cột chỉ bằng ngón cái, các em chỉ cần chú ý cái đó mà thôi ha. Là cái kỹ thuật cột chỉ đầu tiên, cột chỉ của ngoại khoa, làm nơ bằng ngón giữa và làm nơ bằng ngón trỏ. Còn làm nơ bằng ngón cái thì cái đó là cái mở rộng cho các em biết thêm. Rồi coi như hôm nay bài học mình kết thúc sớm ở đây ha.